Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chiếc xe được sản xuất tại Indonesia, nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam ạ. Và chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đăng ký từ năm 2019 ạ. Và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 2 vạn km quý vị bạn nhé. Cụ thể là 2 vạn rưỡi km rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 phiên bản số tự động này ạ. Đầu tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe đã. Đây là cái phần đầu, phần ba đời sốc trước của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Đấy, quý vị và các bạn nhìn này, nó còn rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Chiếc xe này thì rất là mới. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở những cái phân khúc 7 chỗ ngồi, MPV 7 chỗ ngồi, chiếc xe này cùng với những chiếc xe ví dụ như Innova của Toyota chẳng hạn, phần lớn là những người mà mua chiếc xe này về là chạy dịch vụ, chạy kinh doanh vận tải rất là nhiều đấy ạ. Tại vì giá thành nó rẻ, hiệu quả kinh tế nó lại cao, thu hồi vốn nhanh, cho nên là rất nhiều người mua về để chạy dịch vụ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết không chạy dịch vụ quý vị bạn nhé. Chúng tôi mua của một anh này là chủ quán cà phê, anh có một số cửa hàng cà phê ở Hà Nội này. Anh chúng tôi đến mua chiếc xe này thì anh cũng chia sẻ là do Covid khó khăn quá, 2 năm trời Covid cho nên là nó ảnh hưởng cũng rất là nhiều đến kinh tế, cho nên là chúng tôi mua chiếc xe này của anh ấy ạ. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi cam kết thứ nhất là không chạy dịch vụ, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đầu này thì quý vị và các bạn thấy luôn này, nó cũng còn nguyên bản đấy ạ, từ những cái khe chỉ, từ những cái nắp capo này này, quý vị và các bạn thấy những cái khe nắp capo này, rồi khe ba đời sốc trước này, nó còn rất là đều. Đấy. Nó còn rất đều như thế này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và cái thứ hai nữa là nước sơn zin nguyên bản của xe còn tương đối là nhiều đấy quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này là chưa sơn mấy đâu ạ. Cho nên là chúng tôi mua về là một vài điểm, ví dụ như xước như chỗ này này. Đấy, xước nó rất nhỏ, rất nhẹ thôi, chúng tôi cũng không sơn nhá, tại vì là sơn nguyên bản của xe còn nhiều lắm. Đây quý vị bạn nhìn cái nền thì quý vị bạn biết được luôn là nó sơn rồi hay là chưa sơn đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi mua về còn không phải dọn cơ. Đấy, không phải dọn luôn, tí nữa tôi cho quý vị bạn xem này. Bên ngoài cũng không dọn dẹp gì, bên trong cũng để nguyên đấy ạ. Và xe cũng đã được trang bị, đây quý vị bạn thấy là có cả đèn LED ban ngày quý vị và các bạn nhá. Đây, cái đèn này là đèn LED ban ngày này, nếu như mà chúng tôi nổ máy lên là cái đèn này nó sẽ sáng. Đó là cái cặp đèn LED ban ngày, bên dưới là đèn pha, đèn xi nhan, cuối cùng là đèn gầm, đầy đủ hết cả rồi quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này được sản xuất tại Indonesia, nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam mình và nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ. Gương chiếu hậu cũng là gương gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, và gương cũng là gương chrome, rất là sáng, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nhìn tổng thể về bên ngoài thì chiếc xe là quá đẹp rồi. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Đó, đây là cái khóa thông minh của chiếc xe đấy ạ. Bấm tay để mở cửa. Và đặc biệt là rất nhiều người, nhất là những người Việt Nam mình đang thích ở điểm ở cái chiếc xe này đấy ạ. Thích nhất ở những chiếc xe này là về cái phần nhiên liệu quý vị các bạn ạ. Phần lớn là người dân Việt Nam mình là tính hay là tiết kiệm, và cái thứ hai nữa là tính đến cái hiệu quả kinh tế, đi mua cái xe là cứ phải hỏi xem là xe chạy hết bao nhiêu xăng đấy. Chiếc xe này là được trang bị động cơ 1.5 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố đây quý vị bạn ạ, chỉ có 6,2 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị có hơn 7 lít thôi, còn nếu như chạy ngoài đô thị có hơn 5,4 lít thôi quý vị và bạn nhé. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là rất nhiều người chọn mẫu xe Xpander này để chạy dịch vụ đấy ạ. Vừa tiết kiệm nhiên liệu lại vừa bền bỉ vì chiếc xe này là xe nhập khẩu. Tuy nhiên là nó chỉ nhập khẩu được đến năm 2019 này là xe nhập khẩu thôi. Còn bắt đầu từ năm 2020 thì Mitsubishi lại lắp ráp tại Việt Nam. Bây giờ quý vị các bạn đi mua xe mới thì nó là xe lắp ráp trong nước thôi ạ. Đấy, và nhìn về đằng sau thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị camera lùi. Tất nhiên là có camera lùi thì xe là phải có màn hình đấy. Xe đã được trang bị màn hình camera lùi
cảm biến lùi quý vị và bạn nhé. Đấy, bên dưới này là cảm biến lùi này. Và cái cặp đèn hậu đây quý vị và các bạn thấy cặp đèn hậu cũng rất là mới. Chiếc xe này thì nguyên bản 100% luôn quý vị và các bạn ạ. Chưa có thay, chưa có sửa chữa một cái gì cả. Tất cả là còn nguyên bản 100% đấy ạ. Đấy, từ cái dàn lốp quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 thì cái dàn lốp này nó cũng là 2019 đây quý vị bạn nhé. Không những là 2019 mà nó còn rất là dày đây này. Đấy, cái dàn lốp này còn rất dày, là dàn đúc mặt phay rất là đẹp. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà để xem đồng hồ mà lại bảo chạy đồng hồ thì ít mà lốp thay rồi thì là cũng chưa chắc đã chuẩn đâu nhá. Tất nhiên đấy là cũng chỉ là một phần đánh giá thôi chứ không phải là tất cả. Nhưng mà cái này là còn nguyên. Và bên phụ cũng có bấm tay để mở cửa đấy ạ. Đấy, dàn lốp còn nguyên bản hết ạ. Tôi cho quý vị và các bạn xem hết luôn cả cái dàn lốp. Cái lốp bên trước này cũng là còn nguyên đấy, nhưng mà do đảo mặt đi rồi nên nó ở bên trong chứ còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Cả một cái dàn lốp này là còn nguyên bản hết ạ. Đây, đét lốp 2019 luôn quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và cái đét lốp cũng là 2019. Đây ạ, 2019 luôn này. Cả một cái dàn lốp này là còn nguyên hết quý vị và các bạn ạ. Cho nên là chiếc xe nó rất là đẹp. Còn nguyên, tất cả là còn nguyên bản hết, là chưa thay, chưa sửa chữa một cái gì cả. Về cái phần ngoại thất thì rất là ổn rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Hôm nay thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ này ra cho quý vị và các bạn cùng xem đã nè. Đây là cái phần cửa trước bên phụ này. Keo chỉ đây nhé quý vị các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản này. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản ạ. Không va chạm, không đâm đụng, không ngập nước gì cả. Kể cả va chạm nhẹ cái xe này cũng không cơ, chứ không nói gì đến cái việc là đâm đụng. Đấy, táp bi thì rất là mới. Chiếc xe này cũng đã được trang bị này. Da này, ốp phần gỗ này, rất sang trọng này, chrome này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Về thiết kế của Mitsubishi thì cũng không làm cho người dân Việt Nam mình thất vọng đâu ạ. Rất là đẹp. Và những cái ốc bản lề cánh cửa này, răng này, các thứ đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và tất cả từ sổ bảo hành cho đến sách hướng dẫn vẫn còn đang đóng gói đây ạ. Rất là đầy đủ quý vị các bạn nhé. Cả sổ bảo hành, cả sổ bảo hành, cả sách hướng dẫn này còn mới tinh luôn ạ. Đấy, rất là đẹp. Nội thất này chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chỉ có dọn rửa qua loa đi thôi. Đây quý vị các bạn xem đây ạ. Nếu như mà chúng tôi đem đi dọn kỹ thì là những cái này nó sạch đây này. Cái này còn đang bẩn đây này quý vị bạn nhé. Đấy, nó bẩn. Chúng tôi cũng vừa mới mua về cho nên là cứ đem ra rửa qua đi cái là đem ra quay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem. Để quý vị các bạn có nhu cầu thì quý vị các bạn liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn nhé quý vị các bạn ạ. Và cái thiết kế của điều hòa của những chiếc xe Mitsubishi thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Mitsubishi thì nó có cả dòng sản xuất về cái dòng điều hòa, kể cả điều hòa của Mitsubishi cũng rất là mát, và điều hòa trang bị ở trên ô tô thì cực kỳ mát. Quý vị và các bạn không phải lo về cái phần điều hòa của Mitsubishi, lạnh rất là sâu ạ. Và được thiết kế đấy ạ. Mặt trước là 4 dàn điều hòa, 4 cửa gió điều hòa quý vị các bạn nhé. Đấy, riêng cái mặt trước này là 4 cửa gió điều hòa này. Sau đó là thiết kế cả dàn điều hòa trên trần này. Đây là cái dàn điều hòa này trên trần nữa này. Và mặt sau cũng có để cho hàng ghế ngồi phía sau nhé. Cái khoang hành khách tất cả là 7 chỗ ngồi, rất là rộng cho nên là thiết kế điều hòa cũng được rất là nhiều, cho nên là chiếc xe này mát rất là nhanh. Đây là cái ốc bản lề của cái cánh cửa sau bên phụ đây quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Mặc dù chưa có dọn dẹp gì đâu, tôi để nguyên đây, tôi quay lên cho quý vị các bạn cùng xem đấy. Mà nó đẹp như thế này đấy ạ. Từ những cái vô lăng này, cần số này, tay phanh còn nguyên bản và còn đẹp như thế này đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên phụ nhé. Đầu tiên thì quý vị và các bạn hãy xem qua về cái keo chỉ đã này. Keo chỉ là còn nguyên bản hết đấy quý vị và bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Keo chỉ nguyên bản này.
Táp bi cửa này rất là mới này. Cũng giống như cái táp bi cửa đằng trước thì là cái táp bi cửa đằng sau này cũng đã được thiết kế lên là da này, kết hợp với vân gỗ này, nẹp cả rôm này. Đấy, rất là đẹp, tạo cho cái táp bi cửa rất là đẹp và rất là sang quý bạn nhé. Và đây là cái ốc bản lề của cánh cửa đây. Ốc bản lề cánh cửa này rất là đẹp này, gioăng cũng còn rất là mới. Đấy, còn nguyên bản hết quý vị và bạn ạ. Tất cả những cái ốc này, những cái chấm sơn của nhà sản xuất này, sơn 7 màu đấy ạ, còn nguyên đầy đủ hết cả. Đấy, đây là cái phần nội thất của chiếc xe nhé, rất là mới, rất là sạch sẽ. Và nội thất của chiếc xe này đã được trang bị là màu kem, nội thất màu kem. Nếu như mà không giữ gìn sạch sẽ thì nó rất là bẩn đấy ạ. Chủ xe này đi cũng tương đối là giữ gìn, rất là sạch sẽ này, nội thất rất là đẹp. Đấy, và cũng đã có cả lót sàn ở đây ạ, lót sàn da này và thảm nguyên bản của xe đây ạ. Thảm nguyên bản của xe cũng rất là sạch. Nếu như những chiếc xe này mà mua về mà chạy dịch vụ về thì những cái bộ thảm này sẽ không còn nữa rồi quý vị bạn ạ. Vì chạy dịch vụ người ta ngồi nhiều, suốt ngày người ta ngồi, và cái xe 7 chỗ thì thường là khách 7, người ta đi 7 người người ta sẽ đặt cái xe này, cho nên là gần như là ngồi kín hết các hàng ghế. Còn những xe này thì xe gia đình anh đi mua để làm, đi làm thôi, cho nên là chỉ có chạy một mình là chính được. Đấy, bên trần cũng rất là sạch sẽ này, rất là sạch, và có cả hàng cửa gió cho hàng điều hòa, cho hàng ghế ngồi thứ hai và hàng ghế ngồi thứ ba sau xe đấy ạ. Đấy, cửa gió này ở trên trần, thiết kế ở trên trần nên là ngồi rất là mát, có thể nói là mát nhanh đấy ạ. Đấy, tôi sẽ gập cái ghế này lại cho quý vị bạn xem là cái hàng ghế ngồi thứ ba này cũng rất là rộng rãi luôn đấy ạ. Rất là rộng rãi và nó rất là sạch quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất ở đằng sau này rất là mới. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2019, đến nay thì tính ra mới được khoảng gần 3 năm. Đấy, cho nên là chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của chiếc xe nhé. Đấy, đây là cái phần cốp sau này, tôi cũng vẫn giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn thấy nó. Đây, ốc này, tất cả các ốc này còn nguyên hết luôn nhé, chưa có một cái vết tháo nào cả đâu ạ. Đó, từ những cái ốc này cho đến keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Ốc cốp, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản ạ. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, nội thất thì rất là mới đây. Nhìn về đằng sau này thì quý vị các bạn thấy được là cái không gian bên trong xe rất là rộng rãi, và thứ hai nữa được thiết kế cái cửa gió điều hòa này trên trần này, cho nên là nó rất là mát, mát nhanh. Những cái xe mà cửa gió điều hòa ở bên dưới ấy, là khi bắt đầu ngồi lên xe, là bắt đầu xe mà đang để ngoài trời nắng ấy, quý vị các bạn ra lên xe ấy, thì là nó khoảng mất một thời gian đầu là nó nóng lâu lắm, còn vì cái lượng gió điều hòa nó không phân bổ được khắp xe. Còn chiếc xe này thì được trang bị ở trên trần đấy, cả trước cả sau của cái trên trần này, cho nên là toàn bộ không gian trong xe được làm mát rất là nhanh. Đấy. Nội thất thì rất là đẹp đây, hàng ghế sau này thì gần như không có người ngồi mấy quý vị các bạn ạ. Đấy. Nếu như chúng ta mà không thích ưu điểm của chiếc xe Xpander ấy, nếu như chúng ta mà không đi nhiều đủ người ấy, chúng ta mà đi ít người ấy, nếu như chúng ta đi ít người thì chúng ta có thể gập toàn bộ cả hai hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba này lại thành như một chiếc giường ạ. Đấy, nó rất tiện lợi. Nó khác với những chiếc xe của Toyota. Của Toyota 7 chỗ ngồi thì nếu như chúng ta mà không ngồi nữa, chúng ta gập ghế thì là chúng ta sẽ kéo ghế về hai bên. Đấy, tức là kéo ghế về hai bên này, kéo ghế về hai bên thì cái không gian bên trong ấy nó cũng không được rộng lắm đâu ạ. Cái không gian bên trong nó không rộng được bao nhiêu cả. Nhưng với chiếc xe Xpander này thì khi chúng ta gấp hai hàng ghế lại thì nó như một chiếc giường ấy. Có thể gia đình chúng ta cho hai người nằm ngủ vẫn ok ạ. Đó, nó hay của chiếc xe Xpander ở cái điểm đấy ạ. Còn chúng ta đi đủ 7 người thì tất nhiên là chúng ta phải kéo đủ ghế lên rồi. Chỉ trường hợp chúng ta chỉ đi ít người thì chúng ta sẽ gập cái hàng ghế lại thì không gian chứa đồ rất là nhiều ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái táp bi cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, toàn bộ về những cái phần keo chỉ này là còn nguyên hết ạ, chưa có mất một phân keo chỉ nào đâu ạ. Đấy, táp bi cũng rất là mới, rất là sạch, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và đây, nội thất ở hàng ghế ngồi phía sau này,
rất là đẹp luôn đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy. Ở cái xe Xpander thì ngồi ở hàng ghế ngồi thứ hai, tức là hàng ghế giữa đấy, cũng rất là thoải mái quý vị và bạn nhé. Đây, đầu gối của tôi ngồi, nó còn cái ghế đằng lái này còn xa xa đấy ạ. Đấy, phải nói là cũng rất là tiện. Ngồi rất là rộng quý vị và các bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng quý vị và các bạn ạ, có cả cruise control rồi quý vị bạn nhé. Cruise control tức là ga tự động đấy ạ, kiểm soát hành trình đấy ạ. Chúng ta đi đường cao tốc thì rất là tiện lợi và có cả start stop này. Tôi sẽ bấm điện để cho quý vị các bạn xem về cái đồng hồ của chiếc xe này đấy ạ. Đồng hồ của chiếc xe này đang lăn bánh được 2,5 km rồi. Đầu DVD, màn hình camera lùi, tôi cho nhỏ. Tôi cho nhỏ đi tí nhé. Vậy như vậy thì rõ ràng rằng là cái nhóm thoái hóa nó cũng bị trẻ hóa rồi. Rồi cái thứ hai nữa là tôi cho nhỏ tiếng đi để cho quý vị các bạn cùng xem. Xe cũng đã được trang bị đầu DVD, màn hình camera lùi, tích hợp cả nghe nhạc đầu đĩa hình chẳng hạn, hoặc là USB. Đấy, rồi start top, vô lăng. Đấy, option thì chiếc xe này cũng tương đối là đầy đủ quý vị bạn nhé. Ở một cái xe ở cái tầm trung, hạng trung mà cũng đã đầy đủ được các option như thế này rồi thì quý vị và các bạn thấy nó có tiện lợi không ạ? Đấy, nội thất thì rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp và màu kem này rất là sáng nhé, kết hợp giữa vân gỗ này rồi chrome này, nẹp chrome chạy xung quanh cái vân gỗ đấy, cho nên là nó rất là đẹp và sang trọng. Đấy, nội thất màu kem, vô lăng đây ạ, cần số này, tay phanh này đều rất là đẹp, rất là mới ạ. Sau đây thì tôi lại ra để giới thiệu cho quý vị bạn xem về cái cánh cửa nhé, cánh cửa trước. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa trước bên lái nhé. Đầu tiên thì quý vị và các bạn cũng xem về cái keo chỉ đã nè. Keo chỉ nguyên bản này. Để tôi tắt cái... Tôi đi cho nó rất nhiều. Keo chỉ nguyên bản này. Táp bi rất là đẹp này. Xe cũng đã được trang bị cả gương chiếu hậu đây. Đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu gập điện ạ. Gương chiếu hậu thì tất nhiên là xe nào cũng có rồi, nhưng mà có gập điện hay không thôi ạ. Đấy, cụm điều chỉnh lên xuống kính này, rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất này quá đẹp luôn đấy. Đấy, với những chiếc xe gia đình thì nó mới được đẹp như này, chứ còn từ 2019 đến bây giờ mà những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì không bao giờ được đẹp như thế này nữa đâu ạ. Đấy, phải nói là rất là tuyệt vời, hiếm có ở trên thị trường tìm được những chiếc xe mà nó còn là đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, ốc, tất cả những con ốc này, ốc bản lề cánh cửa này, còn nguyên hết luôn quý vị các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Đấy. Thảm theo xe cũng còn nguyên, lót sàn da, trải sàn da đầy đủ hết cả rồi. Quý vị và các bạn à, mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc chạy thôi nhé. Biển Hà Nội rồi, biển 30G rồi. Nếu như quý vị và các bạn nào ở tỉnh mua chiếc xe này có thể cứ để nguyên biển thế chạy cũng đẹp ạ. Vì là biển 30G, biển Hà Nội, biển mới đấy ạ. Đầu số cũng rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 nhập khẩu này nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị các bạn xem qua về cái nắp capo đã nào. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là còn nguyên rồi, nhưng mà tôi vẫn phải cho quý vị và các bạn xem ạ. Đây là cái ốc capo nó còn nguyên bản đây này. Ốc capo nguyên bản này, đến keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Từ những cái ốc chân này, chiếc xe này là nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Chúng tôi mua về là tôi không dọn gì cả, nó còn đang bẩn đây quý vị các bạn này. Đấy, còn nguyên bản hết đấy ạ. Nắp capo còn nguyên hết luôn quý vị các bạn ạ. Cái phần keo thì nó đang nấp ở trong cái phần gioăng này đây, quý vị bạn thấy chưa, nó còn nguyên bản thì chúng tôi không có dọn dẹp gì đâu nhé. Đấy, vì là chiếc xe này máy móc nó sạch sẵn rồi cho nên là không cần thiết phải dọn ạ. Dọn đối với những chiếc xe mà nó chạy nhiều rồi cơ, chạy nhiều, chạy lâu năm rồi, nó bẩn rồi thì chúng tôi mới phải dọn. Chứ còn đây quý vị bạn thấy đây ạ, tôi để nguyên đây này,
lau đi là nó hết, nhưng mà thôi tôi cũng để nguyên. Từ những cái tấm nỉ này này nó cũng còn nguyên, nếu như chạy nhiều thì là cái tấm nỉ này nó cũng sẽ nhào nát rồi quý vị bạn ạ. Đấy, cái này còn mới nguyên đấy ạ. Ốc cabo đây ạ, keo chỉ bên này này, ốc tai này còn nguyên hết quý vị bạn nhé. Đấy, và đặc biệt là quý vị các bạn xem đây là cái động cơ đây ạ. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Xpander 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít quý vị bạn nhé. 1.5 lít chạy cũng rất là khỏe nhưng mà lại tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Và tất cả những con ốc ở trong cái khoang máy này, tôi cam kết với quý vị các bạn là nó còn nguyên hết đây này. Những cái con ốc 7 màu này, từ những cái ốc 7 màu của chân máy này, tất cả là còn nguyên hết đây quý vị bạn nhé. Chưa có một con ốc nào tháo ra. Đấy. Chúng tôi cam kết cái này là chuẩn luôn đấy ạ. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra khỏi cái động cơ này ạ. Đấy. Rất là đẹp ạ. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi mua về là tương đối là sạch sẽ rồi, cho nên là chúng tôi không phải dọn gì. Đấy quý vị và bạn nhìn thấy là nó hơi bẩn một chút so với những chiếc xe ô tô cũ thôi. Chứ còn là nó rất là đẹp rồi đấy quý vị và bạn xem là máy móc còn sáng như thế này, sạch như thế này. Không nhất thiết phải dọn ạ, tại vì là bây giờ mà nếu như mà chúng tôi đem đi dọn thì là nó sẽ cho, họ sẽ cho hóa tất, hóa chất vào để họ tẩy cho nó sạch, sạch sẽ đi. Nhưng mà nói thật với quý vị bạn, nó sẽ lại hại động cơ ạ. Đấy, cho nên là những chiếc xe mà nó chạy quá lâu rồi bắt buộc chúng tôi mới phải dọn thôi. Chứ còn nó còn mới còn đẹp như này thì là vừa tiết kiệm được cái tiền chi phí dọn dẹp mà nó vừa bảo vệ tốt cho cái động cơ ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là sạch quý vị bạn nhé. Nguyên bản, chưa có dọn dẹp gì cả đâu ạ. Rất là mộc mạc ạ. Rất là nhiều người thích cái sự mộc mạc này. Đấy là tôi nói chung thôi, chứ còn là tất nhiên là cũng có rất nhiều người, mỗi một người có một cái sở thích khác nhau. Có những người đến mua xe lại phải thích nó dọn dẹp sạch sẽ, bóng loáng lên cơ. Nhưng có những người lại thích sự mộc mạc như thế này đấy ạ. Đấy. Thưa với quý vị và các bạn, thì chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 số tự động nhập khẩu biển Hà Nội này thì chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đây là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất thì rất là ưu đãi nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.